Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nga USA. Hôm nay là một trong những ngày của cuối tháng 9 rồi quý vị ơi. Như quý vị thấy đây, trên màn hình là hoa thạch thảo. Hoa thạch thảo trong vườn của nhà mình bây giờ nó đang nở rộ. Và bây giờ cũng là giữa trưa đó quý vị, nắng khá là nhiều. Ngày hôm nay nhiệt độ có thể lên tới 30 mấy độ C. Thật là một cái năm đặc biệt đối với cái vùng Midwest của mình. Tại thường thường tháng 9 mà vào mùa này á, thì nhiệt độ nó chỉ còn khoảng có mười mấy độ thôi. Nhưng mà năm nay do cái ảnh hưởng của cái không khí toàn cầu nó bị nóng lên đó quý vị. Thành ra bây giờ tới tháng 9 rồi mà cái khu vực của mình nhiệt độ nó vẫn còn ba mươi mấy độ C. Tức là cao hơn bình thường tới mười mấy hai chục độ luôn đó quý vị. Và tuy là nó nắng rất là dữ và mưa ít, do đó là cái khu mình á, bây giờ nó đang gọi là bị hạn đó quý vị. Như quý vị để ý đây, cái hoa thạch thảo nó nở nhưng mà do nó thiếu nước đó, thành ra cái hoa nó cũng không có được lớn lắm. Nhưng mà mấy chú ong thì rất là thích luôn, như là đang bay vo ve ở đây để hút cái nhụy hoa. Thạch thảo nhà mình thì mình trồng rất là nhiều quý vị, loanh quanh hết trơn luôn á. Và mình thì đặc biệt là thích thạch thảo màu tím, do đó là mình trồng thạch thảo tím. Cái thạch thảo này sau này người ta lai giống đó quý vị, nó cũng có nhiều màu lắm. Nó có thể ra màu đỏ, màu hồng và màu trắng. Nhưng mà mình thì mình vẫn thích nhất là màu tím, do đó là thạch thảo của mình trong vườn là màu tím không. Hôm nay đi ra vườn, mình cũng chia sẻ với quý vị một tí những cái hình ảnh của hoa thạch thảo ở trong vườn của mình. Mùa thu đã tới ở đây rồi đó quý vị. Nhưng mà lá thì cũng chưa có đổi màu đâu, chắc cũng phải vài tuần nữa thì lá ở khu vực của mình nên bắt đầu đổi qua màu, như là vàng, cam, đỏ thì sẽ rất là đẹp. Bây giờ mà mùa này mà nếu mà mình muốn đi coi lá đổi màu á thì mình phải đi lên phía bắc của Minnesota, thì ở vùng đó thì bắt đầu lá nó đổi màu rồi đó quý vị. Lá đổi màu là một cái hiện tượng rất là đặc biệt ở khu vực của mình, và rất là nhiều người ở những tiểu bang khác ở miền Nam á, họ mùa này họ đi du lịch lên đây để ngắm lá đổi màu ở trong rừng đó quý vị, rất là đẹp. Đây là một cái bụi thạch thảo khác của mình nè quý vị. Ở nguyên cái khu vực này mình cũng có một cái bụi to. Cái thạch thảo này nó dễ trồng lắm quý vị ơi. Nó lên bằng rễ và bằng hạt quý vị. Nếu quý vị trồng á là quý vị cứ để mấy cái bông đó, mấy cái bông mà khi mà nó kết hạt rồi á, nó bay cái hạt ra thì nó cũng sẽ mọc. Hoặc là nó rễ nó cứ lan ra quý vị, cái nó ra cây con và nó lên. Và rất là nhiều luôn. Thạch thảo thì nó ra hoa nhiều lắm. Dạng như đây là một cái hoa của thạch, cái nụ của cái hoa tàn của thạch thảo này quý vị. Đây quý vị thấy không? Đó. Nó có những cái hạt này nè. Cái hạt này cái khi mà nó chín rồi đó, cái nó bay ra. Rồi nó bay tới đâu rồi nó sẽ mọc lên tới đó. Ra rất là nhiều luôn quý vị. Đây là thạch thảo. Mùa thu của mình là thạch thảo. Năm nay nhờ là trời ấm đó quý vị, nên là bây giờ đã là cuối tháng 9 rồi mà hoa hồng của mình nó vẫn còn nở này quý vị. Và nó vẫn còn tiếp tục ra nụ đây. Cái hoa này thì nó tàn rồi. Nhiệt độ ấm đặc biệt luôn đó quý vị, thành ra nó vậy đó. Nhờ trời ấm đó quý vị nên quý vị thấy đây là sinh rồng này. Sinh rồng mà nó cũng nở hoa này quý vị. Và nó ra hai ba cái nụ quý vị thấy. Hoa xương rồng màu đỏ rất là đẹp luôn. Cái xương rồng này nó nở hoa thì nó giữ được 2-3 ngày nha quý vị, thì nó hết. Năm nay mình trồng cái loại xương rồng này nó ra khá là nhiều luôn quý vị. Nó tự nó đẻ ra xong rồi nó ra hoa. Đây cái này là cái hoa nó đã tàn rồi nè. Hoa xương rồng màu đỏ đẹp lắm quý vị ha. Giờ và trời nắng, do đó là và nhiệt độ cao, do đó những cái ớt của mình bây giờ nó vẫn còn quả nè quý vị. Nó vẫn còn quả đó. Đây là một cái loại ớt mà mình mới có năm nay nè. Nó là cái loại ớt nó chùm luôn, nó ra một chùm 4-5 quả. Và nó là ớt chỉ thiên quý vị, mặc dù là nó rất là dài.
loại này nó vừa cay mà vừa thơm lắm luôn á. Nên tất cả các cây ớt của mình cũng vẫn còn để ở ngoài sân, chưa có đem vô trong nhà. Ở đây là ớt sừng trâu nè, ớt sừng trâu của mình nó cũng vẫn tiếp tục nó ra trái. Đây quý vị, cái trái sừng trâu nó lớn nghe không? Sừng trâu này thì nó không có cay đâu quý vị, nó hơi the the thôi. Nhưng mà mình cũng trồng để mà mình làm tương ớt đó. Nếu mình làm tương ớt mình cho thêm vô cái này thì cho nó đỡ cay. Chứ nếu mà dùng toàn ớt chỉ thiên mà làm tương ớt thì nó cay quá. Mà khi mà tương ớt mà nó cay quá thì mình cũng không có thấy ngon. Do đó là mình trồng mấy cái cây ớt sừng trâu là vậy đó. Như quý vị đã biết là mùa thu là mùa của cúc. Thì đây là một cây, như những cây cúc vàng mà mình có quý vị. Nó bắt đầu nó nở đây. Tại cái mùa này thường thường là ban ngày thì nó nắng mà ban đêm á thì nó hơi se se lạnh đó, nên là những cái loại cúc này nó rất là thích, nó sẽ nở rộ vào cái mùa này. Cái loại cúc này là loại cúc lên hàng năm đó quý vị, năm nào nó cũng lên hết, thành ra trồng tương đối là khá là dễ, mình không có phải chăm sóc gì nhiều hết trơn á, cứ tự động nó tới mùa là nó lại ra. Mình quay sơ mấy cái chậu sứ Thái Lan của mình để quý vị thấy. Quý vị thấy ban đêm nó bắt đầu nó lạnh đó, thành ra lá của mấy cái loại sứ Thái Lan này nó không chịu không nổi, nó bắt đầu nó vàng hết rồi quý vị. Như ban ngày nó rất là nóng, nên là mình đã bắt đầu mình xịt nước, mình dọn dẹp cho nó sạch để mình bưng nó, khiêng nó vô trong nhà quý vị. Hôm nay thì còn được 30+ độ C vào ban ngày, nhưng mà tới 1-2 ngày nữa thì nhiệt độ ban ngày nó xuống còn có 10+ độ C thôi. Và 10+ độ C và mấy cái cây sứ này nó chịu không có nổi, nên là mình dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, mình để đây thôi. Mình đợi 1-2 ngày nữa là mình đem nó vô. Quý vị thấy lá nó vàng nhiều ghê không? Đụng vô là rụng, đụng vô là rụng. Lặn rồi, mấy cái loại này nó chịu không có nổi. Ở đây nó cũng còn lác đác vài cái hoa thôi à, thành ra mình phải đem nó vô nhà thôi. Thạch thảo nữa này quý vị, đó mình quay thạch thảo này quý vị xem. Mùa này thì nhiều nhất là thạch thảo thôi. Và một cái loại hoa nữa cũng rất là phổ thông vào cái mùa thu ở xứ mình, đó là Autumn Joy Sedum. Cái loại này là nó màu mình gọi là đỏ bọc đô, nhưng mà nhiều người họ gọi là Mỹ thì nó gọi là màu màu đồng. Thì cái loại này nó nở ra nó màu như thế này nè quý vị. Cái này thì ong rất là thích, mấy cái ong ruồi đó nó thích lắm. Ở đây thì mình có 2 bụi trong vườn mình cũng thích cái loại này nên là mình trồng khá là nhiều. Cái bụi nó khá cao đó quý vị, nó cao chắc khoảng 50 cm khoảng đó. Ở đây mình cũng có một cái bụi Autumn Joy Sedum nữa rồi quý vị. Cái bụi này thì khá là lớn, nó cao chắc được khoảng 60 cm đó quý vị. Đây hơi gấp hơi gió chắc các quý vị sẽ thấy ồn đây. Cố gắng mình đứng lấp vào đây để quý vị không có bị ồn. Còn ở đây là cái cây cẩm tú cầu nè quý vị. Cẩm tú cầu xanh trắng Annabella của mình. Mùa này bây giờ nó như thế này đây. Và mình vẫn cứ để cái hoa của nó để mình chơi quý vị. Nó còn được 2 cái hoa, nó còn màu trắng, còn lại nó khô hết rồi. Nhưng mà mình để mình chơi hoa khô quý vị. Cái này mình đem hoa khô mình cắm cũng đẹp lắm. Vườn của mình thì vào mùa thu thì hoa nó không có còn nhiều nữa. Đây đây đó đó chỉ còn một vài hoa lác đác thôi. Đây là một cái loại hoa cúc này quý vị. Cúc này nó nở từ hồi mùa hè đó. Bây giờ nó còn có vài hoa như thế này thôi. Bây giờ thì trời nó bắt đầu trở lạnh rồi quý vị ơi. Nên những cái hoa nhiệt đới nó bắt đầu nó heo xèo rồi. Thì bây giờ mình lại bắt đầu mình quay lại mình chơi cái sen đá quý vị. Cái loại sen đá Aeonium Kiwi này nó rất là chịu lạnh luôn. Do đó là mình lại quay lại mình chơi sen đá. Đây là một cái chậu Aeonium Kiwi của mình, là mình vẫn gọi là sen đá ba màu đó quý vị.
cái bông của nó lớn lắm á, một cái bông của nó bự như vậy các bạn, rất là to, nó có 3 màu. Nếu nó tùy theo nắng nhiều ít thôi quý vị, cái cánh này nó sẽ đổi qua màu trắng, rất là đẹp. Còn đây là phong lũy thảo này quý vị, geranium của mình đó. Mùa này thì geranium nó hết hoa hết trơn rồi, đây quý vị xem, nó hết rồi, mình bắt đầu mình cắt tỉa nó để mình chuẩn bị cho mùa đông. Cái chậu trước mặt quý vị, mà quý vị thấy có cái hoa đó là hoa iceplant đó quý vị, mình vẫn gọi là hoa đá đó. Còn lại thì geranium thì nó còn hoa rất là tươi thưa luôn. Hết mùa rồi quý vị ơi, đây quý vị thấy nè, còn chút xíu hoa của hoa garden fox, ít lắm luôn á. Đây mình có một cái chậu mình trồng rất là nhiều loại sen đá nè, mình cũng sửa soạn mình đem nó vô thôi. Sen đá lửa nè, sen đá úng điếu nè, sen đá phấn trắng nè. Ở dưới này mình có mấy cái sống đời nữa, nó nắng quá lá nó cũng vàng khô luôn. Cái này thì mình cũng sửa soạn mình đem vô hết quý vị ơi, lặn rồi. Cái chậu này là mình để đây cũng suốt mùa rồi, đây nó có 2 chậu. Cái loại phấn trắng này mà nó lên cao nhìn nó cũng đẹp. Có geranium bây giờ nó chỉ dày thôi nha quý vị ơi, nó tàn nhiều lắm rồi. Đây quý vị coi cái sen đá chỗ này của mình nó nở lên màu đã không, nhìn rất là đẹp luôn. Cũng là aeonium kiwi đó quý vị, mà nó được nắng á thì nó đổi màu như thế này. Đây cái bông nó thấy đã không quý vị, bự to như thế này. Đây là mình có mấy cái này sen đá phổ thông. Bên này mình cũng có sen đá 3 màu nữa nè quý vị. Quý vị thấy nó lên màu đã không? Dễ thương, thật là dễ thương luôn đó. Mình thích cái này lắm. Còn đây là sen đá lửa nè. Sen đá lửa của mình nắng nó cũng lên màu đỏ, nhưng mà giống như nó bị cái con gì nó cắn hay gì, vậy thấy nó đốm à. Cái chậu này thì không có lên màu nhiều. Đây hoa tím nữa quý vị, salvia. Mùa này nó cũng vẫn còn nở quý vị. Mình thích cái loại màu tím này lắm. Quý vị thấy nè, đẹp ha. Cái màu tím này nó đậm hơn cái màu tím của cái hoa thạch thảo hồi nãy. Hồi nãy là thạch thảo là cái màu tím tím lạc, còn cái này nó tím đậm. Autumn Salem Joy màu đỏ của mình nó cũng còn chút ở đây nè quý vị. Quý vị xem sen đá 3 màu của mình. Trong không gian quý vị thì nghe thấy những tiếng ngỗng kêu không? Đó là những đàn ngỗng nó bắt đầu di cư về miền Nam đó quý vị. Tại năm nay trời ấm á, nên là nó di cư hơi trễ. Bây giờ cuối tháng 9 nè, nhưng mà do nhiệt độ nó còn ấm á, nên là không có nhiều những đàn ngỗng nó di cư. Chứ mọi năm nó vào cái mùa này á, khi mà nhiệt độ nó lạnh xuống á, thì những cái đàn ngỗng này nó di cư rất là nhiều luôn. Năm nay thì nó ấm nên nó đi hơi trễ đó quý vị. Quý vị thấy ở đây mình có cái sen đá hồng dâu bự thấy đã không? Này nó lớn như vậy nè quý vị, nhìn thấy thích mắt ha, to thì là to luôn. Đây quý vị xem, cái này là mình để ra ngoài thiên nhiên luôn cho nó tự lớn đó quý vị. Nó mọc trong một cái chậu cùng với nhiều các loại sen đá khác. Năm nay trời ấm á, nên sen đá của mình để ngoài trời hết. Để ngoài trời thì nó phát triển rất là tốt, vì nhờ cái nhiệt độ cao
mà quý vị để ý trời mưa đó, nó xuống nước mưa rồi đó, trên những cái cánh hoa này quý vị thấy nó đọng những cái giọt mưa nó khô trên lá. Hôm nay mình ra vườn quay một số những cái hoa vào mùa thu ở trong cái xứ Midwest của Minnesota để chia sẻ với quý vị một chút xíu về những hình ảnh của mùa thu và hoa ở xứ của mình. Cái video có vẻ là cũng là khá dài rồi, mình xin phép quý vị mình dừng ở đây ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở cái video kế tiếp.